Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn cái mẫu đàn tiếng Nhật người đập chơi. Nhưng hôm nay là cái đàn classic, tôi đàn đi lông đó. Nhiều bạn cũng rất là thích đàn ni lông. Đa phần là những các bạn có một cái đàn acoustic, các bạn sẽ muốn sắm thêm một cái đàn ni lông. Thì cái này là mình làm cấu hình nó giống như cái acoustic mình đã giới thiệu mọi người. Đó là mặt là gỗ thông nguyên tấm. Quan trọng nhất mình vẫn giữ được cái mặt là gỗ thông nguyên tấm để nó bền hơn, âm thanh nó vang hơn, ngân sâu hơn. Đó. Lưng hông là gỗ laminate, các bạn người ý rất đẹp. Thì cái này bên mình đang bán với giá là 1 triệu tặng kèm ba da ba lớp. Đấy, mọi người biết là ba da ba lớp là các bạn đi mua là khoảng 150 đến 200 rồi. Nhiều khi mình đi lấy cho khách ấy, vì hôm đấy ví dụ shop mình hết bao đàn nhưng mình đi lấy cho shop khách là phải mất 200.000 một cái bao, là rất là cao. Thì tức là cái đàn này thì trị giá khoảng 800-850 thôi. Đó. Thì theo mình đánh giá thì cái đàn này âm thanh rất là ok. Đó. Tiếng đàn rất là ok, các bạn là dùng để đẹp hát hay là để độc tấu nó cũng rất là ổn. Đó. Các bạn chơi cổ điển cũng được. Bạn nào có nhu cầu muốn mua cái đàn này có thể đến với lại shop mình ở địa chỉ số 323 đường Lê Hồng Vinh, phường Thái Nguyên. Các bạn nào mà mua xa có thể là đặt, mình sẽ gửi đến nơi cho nhé. Chào mọi người.